10 năm sang Mỹ định cư cùng gia đình, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lăng mong mỏi trở về thăm quê. Thế nhưng, ước nguyện mãi không thực hiện được do ông tuổi già, sức yếu. Người ta bảo đời người 60 năm, nay tôi lại bước sang mốc 80. Ở tuổi này, tôi còn sót lại những ngày cuối cùng với cuộc đời. Thổi nến và dùng chiếc bánh kem do con cháu tặng, tôi hạnh phúc và không nghĩ mình đã quá già. Mỗi ngày thức giấc, tôi cảm ơn trời Phật vì có thêm thời gian ở bên cạnh gia đình. Không khí quê quần, ấm áp của người thân khiến tôi mãn nguyện, ngẫm lại cuộc đời. Sự nghiệp cuộc sống đều trọn vẹn, âu cũng là phần số may mắn của tôi có được. Ở Mỹ, một là phải có chiếc xe chạy, hai là phải biết dùng ngoại ngữ. Tôi lại không biết hai thứ đó, nên phương tiện cuộc sống bị hạn chế đi rất nhiều. Mỗi ngày tôi chỉ có thể làm bạn với chiếc tivi, theo dõi tin tức tình hình trong nước. Thỉnh thoảng tôi nhờ vợ và con gọi điện về, hỏi thăm bạn bè, người thân. Nhịp sống ở Mỹ yên tĩnh, nhẹ nhàng, rất thích hợp cho việc tĩnh dưỡng của người già. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi thường tản bộ công viên gần nhà để tinh thần thoải mái hơn. May mắn cho tôi khi có được con cái yêu thương, hiếu thảo, dù bận rộn kinh doanh, chúng tôi vẫn dành thời gian cho bố mẹ cuối mỗi tuần. Các con sắp xếp chở tôi đi dạo, mua món ăn ngon tầm bổ, chứng kiến các con trưởng thành, tạo dựng sự nghiệp nơi xứ người khiến tôi cũng yên lòng. Tôi vẫn thường hay nói với mọi người trong cuộc đời Diệp Lăng, có hai nơi mình vẫn hay lui tới nhất là sân khấu và bệnh viện. Bệnh tật đeo bám tôi từ thời trẻ đến khi về già. Từ nhỏ mắt tôi yếu bẩm sinh, sau này tuổi già nên hoại tử một bên. Tôi từng được các bác sĩ, bệnh viện tại Sài Gòn hỗ trợ nhiều cuộc đại phẫu. Sau khi sang Mỹ định cư, tôi tròn 70 tuổi nên được chính phủ đài thọ. Về tiền thuốc, theo chính sách người cao tuổi, những năm qua, sức khỏe tôi không tốt. Ngoài căn bệnh tim, tôi bị vôi hóa mạch máu, chứng kiến Parkinson. Gần 10 năm nay, khiến chân tôi luôn cử động. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng uống thuốc đều đặn, chỉ định theo bác sĩ. Tuy nhiên, tác dụng phụ khiến tôi ngủ nhiều. Khi tỉnh dậy, lúc nhớ lúc quên, suốt năm nay tôi không ra khỏi nhà vì lo sợ dịch Covid-19. Cách đây vài ngày, tôi vừa chích xong 2 mũi vaccine phòng ngừa nên yên tâm phần nào. Bà xã đồng hành cùng tôi đến năm nay đã 40 năm, thời tôi còn đi diễn. Bà ấy một tay cũng chăm sóc gia đình, con cái cho chồng yên tâm, hoạt động nghệ thuật. Sau này khi tôi bệnh tật, vợ kể cạnh tôi 24/24, chăm sóc chu đáo. Bà ấy gọi vui mình là vừa y tá vừa là nô tì vì phải túc trực phục vụ trong bất kể thời điểm nào. Tuy nhiên, tính tôi muốn phân hà người thân nên luôn cố gắng thực hiện. Từ chuyện ăn ngủ, ngủ nghỉ tôi chịu đựng hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.